Mình từng là một đứa như thế này và giờ mình trở thành như thế này. Và sau một năm thì mình hoàn toàn thấy sự khác biệt rất nhiều, để mọi người thay đổi trong những sinh hoạt hàng ngày của mọi người, để mọi người có một cái làn da đẹp hơn rất là nhiều. Càng tự nhiên càng tốt, hãy làm đẹp những gì mình có. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Hello mọi người, mình là Money đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video mà thực ra các bạn đã hỏi mình từ rất là lâu rồi. Đấy là làm thế nào để xinh lên. Thực ra đây là một câu hỏi muôn thuở của rất là nhiều bạn từ trước đến giờ. Và kể cả mình đến giờ mình vẫn kiểu luôn tự đặt cho mình một câu hỏi là làm sao để xinh lên, đúng không? Ai chẳng muốn xinh lên, đúng không? Thì đây, hôm nay mình sẽ đưa cho mọi người câu trả lời của bản thân mình thôi. Thực ra mình đã từng trải qua cái khoảng thời gian tự ti rồi. Mình từng là một đứa như thế này và giờ mình trở thành như thế này. Quay trở lại hồi năm mình cấp 2 và tầm đầu cấp 3 một chút thì mình cũng chỉ muốn kể cho mọi người là đấy thật sự là cái quãng thời gian mà mình vô cùng tự ti. Hồi đó kiểu da mình có rất là nhiều mụn này, tại vì cũng kiểu đang trong cái khoảng thời gian dậy thì. Xong rồi hồi đó mình cũng niềng răng nữa, rồi chiều cao của mình thì cũng không phải là cao. Mình thì cũng khá là lép ý, xong cũng hay bị trêu là màn hình phẳng các thứ, rồi lúc nào cũng đeo cái kính dày cộp. Và mình cũng đã có rất là nhiều lần nhận được những cái confessions kiểu chê mình ý, như kiểu là mình mà không make up thì trong mặt mình như thế nào nhỉ. Và bạn bè của mình ý thì cũng trêu như kiểu là ôi tivi màn hình phẳng kìa, sao lép thế, xong rồi bức tường trường tồn với thời gian. Và hồi đó khi mà mình bị quá ảnh hưởng bởi những lời nói đấy và mình bắt đầu mặc cảm với bản thân mình rất là nhiều, thì mình bắt đầu hình thành một thói quen hơi xấu một chút, đấy chính là che giấu đi những cái khuyết điểm mà mọi người chê mình. Mà đôi khi cái sự che giấu đấy nó lại không tốt cho mình một chút nào. Ví dụ như là hồi đấy da mặt mình rất là nhiều mụn nha, thì các bạn trêu mình là da mặt mình nhiều mụn thì mình bắt đầu sử dụng kem che khuyết điểm rồi phấn rất là nhiều ý. Nhưng mà mình nghĩ có một điều mà mọi người đều biết, đấy chính là khi mà da mặt mọi người đã tệ rồi và mọi người còn kiểu dùng make up để mọi người che nó quá là nhiều ý, thì nó còn tệ đi nữa. Mình cũng chỉ muốn khuyên mọi người một vài điều trước khi bước vào video thôi, đấy chính là đừng bao giờ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời nói của người khác. Mục tiêu lớn nhất của mình trong video này đấy chính là mình sẽ muốn đưa ra những cái tips để cho mọi người có thể trở thành phiên bản đẹp nhất của mọi người. Tại vì mình nghĩ là đấy sẽ là phiên bản thích hợp nhất cho mọi người và phiên bản xinh đẹp nhất của mọi người, nếu như mọi người là cái phiên bản tốt nhất của mọi người. Mình nghĩ là mọi người hiểu ý mình. Trong video này thì mình sẽ chia làm hai phần và mình nghĩ là mọi người cũng biết là phần gì rồi. Tiên đấy chính là làm đẹp ở phần bên trong của mọi người. Đến phần thứ hai đấy chính là làm đẹp vẻ bề ngoài của mọi người. Sau phần 1 này thì mình rất là muốn mọi người sẽ giữ được một cái suy nghĩ cho bản thân mình, đấy chính là càng tự nhiên càng tốt, hãy làm đẹp những gì mình có. Mình nghĩ là trước khi mọi người làm một cái gì đấy để đạt được hiệu quả tốt nhất thì mọi người cần phải tìm hiểu sâu về nó, đúng không? Thì trước khi mọi người làm đẹp cho bản thân mọi người thì mọi người cần tìm hiểu về bản thân mọi người trước. Việc này sẽ giúp mọi người những điều gì? Đầu tiên đấy chính là mọi người sẽ cảm thấy yêu thương bản thân mình hơn rất là nhiều. Thứ hai là mọi người sẽ cảm thấy bớt tự ti đi và không so sánh bản thân mình với người khác nữa. Và khi mà mọi người đã có hai điều này rồi thì mọi người sẽ có một cái tâm thế gọi là sẵn sàng hơn với việc làm đẹp. Vậy thì cần biết giá trị bản thân bằng cách nào? Mọi người hãy làm theo cách của mình nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy một tờ giấy ra và sau đó mọi người sẽ đặt cho mình một câu hỏi là mình sẽ thích một người con gái như thế nào. Và sau khi mọi người liệt kê được hết tất cả những cái điều mọi người thích từ một người con gái rồi, nào là về vẻ ngoài trông nào này, hay là có tính cách như nào này, hay là có những cái tài năng gì này, thì mọi người bắt đầu sẽ chia được ra làm 3 thứ. Đầu tiên đấy chính là mọi người sẽ nhìn ra được những cái đặc điểm chưa tốt của mọi người. Cái việc mà mọi người tìm ra được cái lỗi sai này của mình không phải là một điều xấu nha. Tại khi mà mọi người đã tìm ra được điều mà mọi người cảm thấy mình chưa được tốt cho lắm, hay những cái thứ mà mọi người có thể phát triển hơn ý, thì mọi người đã tìm ra được rồi và mọi người có thể khắc phục được nó, còn hơn là không tìm ra được gì và không bao giờ khắc phục, đúng không? Thứ hai đấy chính là mục mà những thứ mà mọi người chưa có. Ví dụ như là bạn mê một người con gái biết đánh đàn này thì bây giờ mình có thể sẽ đi học đàn. Bạn mê một người con gái biết nấu ăn thì bây giờ mình có thể lên mạng mà học cách nấu ăn nhiều hơn. Và đến cuối cùng đấy chính là những thứ mà mọi người sẵn có rồi. Và mình thấy cái mục thứ ba này là một cái mục
vô cùng lợi hại luôn. Khi mà mọi người đã nhìn ra được những cái vẻ đẹp mình đang có rồi, những cái vẻ đẹp của một người con gái bạn thích mà lại trùng hợp với những gì bạn đang có, thì bạn thật sự cần tập trung vào nó và phát triển nó lên, và đừng gọi là lơ là nó đi. Và sau khi mà mọi người nhìn ra được những cái này rồi, và đặc biệt là điều số 3 ấy, mọi người sẽ cảm thấy là yêu thương bản thân mình lên rất là nhiều luôn, tại vì mọi người đã nhìn ra được cái giá trị của bản thân mình mà. Tiếp đến phần tiếp theo trong mục này, đấy chính là để xinh đẹp ý, thì việc đầu tiên của mọi người đấy chính là vui. Tức là riêng cái việc mọi người vui vẻ thôi thì thần thái của mọi người đã khác khi mọi người buồn rồi. Một lợi ích nữa của việc vui vẻ mà cái này nó logic hơn nha, mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề mọi người làm đẹp, đấy chính là khi mà mọi người stress ý, thì mọi người cũng sẽ biết là da mặt mình sẽ nổi nhiều mụn hơn đúng không? Da sạm đi rồi, mọi người ăn ít hơn thì ảnh hưởng giấc ngủ rồi các thứ. Nói chung là việc mọi người không vui nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái lịch sinh hoạt của mọi người, và lịch sinh hoạt của mọi người ảnh hưởng trực tiếp đến cái vẻ bề ngoài của mọi người luôn. Thực ra có rất là nhiều bạn đặt cho mình một câu hỏi, đấy chính là làm sao để vui hơn hay là làm sao để yêu thương bản thân mình hơn. Thì thực sự mọi người ơi, cái quá trình để đi được đến đấy nó rất là xa, và mình cũng chỉ mới tìm được cái điều đấy cách đây gọi là nửa năm thôi. Và mình đã làm cả một cái radio về nó rồi, và mọi người có thể click vào cái link này nha và nghe toàn bộ cái radio của mình về cách làm sao để mình trở nên vui vẻ hơn và yêu thương bản thân mình hơn. Bây giờ sẽ đến phần 2 nha, và mình nghĩ đây sẽ là phần mà mọi người mong chờ nhất, đấy chính là làm sao để làm đẹp từ bên ngoài. Tính ra đến giờ thì mình cũng đã có 20 năm trên cuộc đời này rồi, và mình đã đúc kết ra một điều mà mình nghĩ là bố mẹ nào cũng nói. Mình nghĩ là hồi xưa mẹ mình nói thế mình không tin đâu, nhưng mà mọi người ơi, thật sự điều này là rất là đúng luôn. Đấy chính là thứ gì tự nhiên là đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ đi từ trên xuống dưới nha. Thì đầu tiên sẽ bắt đầu là tóc. Mình nghĩ bạn nữ nào cũng biết rằng là cái mái tóc của mọi người chính là một trong những cái yếu tố rất lớn để quyết định là mặt mọi người có xinh hơn hay không. Mình thì mình sẽ khuyên mọi người là hãy chọn một chỗ làm tóc uy tín, và sau đó hãy ra hàng tóc và hỏi các anh chị là với cái shape này của mặt em hay là với cái chất tóc này của em thì em nên để kiểu tóc nào nhất. Trước nhá thì các bạn sẽ chỉ nghĩ là cái kiểu dáng phù hợp là ok rồi, nhưng mà mình nhận ra một điều, đấy chính là chất tóc nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như những cái ai mà tóc quá yếu thì không nên làm xoăn hay là dập xù, tại vì dập xù và làm xoăn mọi người sẽ bị rụng tóc rất là nhiều. Và về mặt kiểu tóc thì mình nghĩ là mọi người có thể tìm theo ba kênh như sau, cũng như mình vừa chia sẻ, đấy chính là mọi người có thể ra tiệm làm tóc và hỏi các anh chị làm tóc ở đó xem kiểu dáng tóc nào phù hợp với mọi người. Thứ hai, đấy chính là mọi người có thể tìm trên Google hay là YouTube cái công thức như sau nha: kiểu tóc phù hợp với cộng với shape của gương mặt mọi người. Ví dụ như là gương mặt của mình là mọi người bảo mình là mặt trái xoan thì mọi người sẽ tìm là kiểu tóc phù hợp với mặt trái xoan. Và ví dụ như những bạn nào mà muốn kiểu nó trend một tí, đương thời một tí, nó hợp với thời đại một tí, thì mọi người có thể ghi thêm là năm 2020 tìm ra được cái trend của năm 2020 thì gương mặt trái xoan sẽ sử dụng tóc gì sẽ phù hợp. Đến nguồn thứ ba, đấy chính là qua phim ảnh hay là ảnh trên mạng xã hội. Mọi người sẽ tìm ra được những chị gái vô cùng xinh đẹp, sẽ có một cái gọi là cái khuôn mặt giống mọi người, và mọi người có thể lướt ảnh của các chị ý, thì lúc đó mọi người sẽ chọn ra được một kiểu tóc mà mọi người cảm thấy là phù hợp với sở thích của mọi người nhất. Nói sơn vần tạo kiểu ấy nha, thì bây giờ mình sẽ nói là cách làm sao để gọi là bảo trì cái tóc này. Cách đây tầm 7 năm thì mình có đọc được một bài báo phỏng vấn chị Jessica. Chị có một cái tips để cho mọi người gọi là đỡ khô tóc đi, để chính là không bao giờ sấy tóc. Mọi người ạ, mọi người phải biết là từ hồi đó đến bây giờ là 7 năm rồi, cái số lần mà mình sử dụng máy sấy tóc ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và nhờ cái việc đấy mọi người ạ, đuôi tóc của mình đã đỡ khô đi thật sự rất là nhiều luôn. Mình bắt đầu dưỡng tóc cách đây từ 1 năm, và sau 1 năm thì mình hoàn toàn thấy sự khác biệt rất nhiều từ mái tóc của mình. Mình sử dụng sản phẩm Moroccan Oil, và thật sự là cái này là một sản phẩm đắt sắt ra miếng luôn. Sau khi mà mình gội đầu xong thì thường mình sẽ chờ tóc mình khô một chút và mình bắt đầu apply. Mỗi một lần mình apply thì mình thường bấm 1 đến 2 lần á, xong rồi sau đó thì mình sẽ chập chập tay này, xong rồi mình sẽ bôi tóc như này, thì mọi người mình đó thôi gọi là bóp bóp như này để gọi là cái sản phẩm nó thấm sâu vào tóc mình hơn. Mọi người có thể nhìn thấy là tóc của mình rất là mềm mượt và vào nếp ý. Và mình biết là rất nhiều bạn rất tò mò về cách mình skincare như thế nào. Mình cũng muốn chia sẻ luôn mọi người, đấy là hôm nay mình sẽ không chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm mà mình sử dụng cho skincare, mà mình sẽ muốn đưa ra những cái tips về những cái hành động để mọi người thay đổi trong những sinh hoạt hàng ngày của mọi người, để mọi người có một cái làn da đẹp hơn rất là nhiều. Đầu tiên là một điều mà mình nghĩ ai cũng nói với mọi người rồi, đấy chính là uống thật là nhiều nước. Một trong những cách có thể nhắc nhở mọi người uống nước nhiều hơn khi ở ngoài, đấy chính là mang bình nước cá nhân đi. Việc mà mọi người mang bình nước cá nhân đi vừa bảo vệ môi trường rất là nhiều,
nhiều. Tiếp tới là khi mà mọi người đang ngồi làm việc chẳng hạn nhá, mọi người lúc nào cũng nhìn thấy cái bình nước cá nhân đấy, mọi người sẽ có cảm giác như là phải uống nước ý. Và khi có bình nước cá nhân rồi thì khi mọi người ra ngoài lúc nào mọi người khác thì mọi người cũng sẽ có thứ để mà uống luôn, chứ không phải là chạy đi xa và tìm chỗ nào bán nước nữa. Thì mình nghĩ là cái việc mang bình nước cá nhân đi sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề. Việc thứ hai thì mình nghĩ mọi người cũng biết rồi, đấy chính là không ăn đồ chiên xào dầu mỡ cay nóng. Thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ mọi người là đây toàn là những đồ hồi bé mà mình thích ăn hết à, như kiểu là mì tôm này, nem chua rán này, phô mai que này, nói chung là toàn những đồ mình rất là thích ăn ấy. Nhưng mà sau này khi mà mình gọi là nhận thức hơn được về cái nhan sắc của mình và những cái gì tốt cho sức khỏe của mình hay không, thì mình đã bắt đầu giảm bớt dần ăn những thứ đó xuống. Và khi mà mình giảm bớt dần ăn những thứ đó xuống rồi ý, thì đến một khoảng thời gian nào đó mình sẽ không thể ăn được những cái đồ ăn đấy nữa. Thứ ba là một điều vô cùng quan trọng mà mình nghĩ là ảnh hưởng trực tiếp tới cả làn da mọi người luôn, đấy chính là ngủ đúng giờ và đúng giấc. Đối với bản thân mình thì mình nghĩ là việc ngủ đúng giờ nó sẽ quan trọng hơn một chút. Năm ngoái ấy, thì mình luôn luôn ngủ vào lúc 10 giờ và 4 giờ sáng dậy. Nhưng mà có một số bạn thì do ảnh hưởng bởi công việc này hay là do học hành này thì phải ngủ muộn hơn. Thì mình có một cái lời khuyên mọi người ở đây, ví dụ như mọi người hay ngủ lúc 1 giờ chẳng hạn, thì ngày nào mọi người cũng nên ngủ lúc 1 giờ để cho cái đồng hồ sinh học của mọi người nó xác định tại một cái vị trí như thế. Cá nhân bản thân mình thì mình vẫn khuyên là mọi người nên ngủ sớm, nhưng mà nếu không thể ngủ sớm được thì cũng nên là ngủ đúng giờ. Đến cuối cùng đấy chính là thay ga gối một tuần một lần, hay có những bạn cẩn thận hơn thì sẽ thay 2 tuần một lần. Thứ mà áp vào mặt mọi người mỗi tối để nguyên quá một tuần thì nó cũng rất là bẩn ý, nó bị bám bụi rồi các thứ, nó cũng không được sạch sẽ cho lắm. Tiếp tới đến là phần móng nha. Cũng chỉ muốn khuyên mọi người hai điều như sau. Đầu tiên đấy chính là hãy luôn giữ móng tay mình thật sạch sẽ, tay mà nó kiểu dạng như là gọn ghẽ, sạch sẽ. Tại vì trông nhìn vào tay thôi, trông đẹp đẽ thì cũng trông cũng kiểu lịch sự và gọn gàng hơn rất là nhiều rồi ý. Mọi người có thể sơn theo sở thích của mọi người, rất là ok thôi. Hãy sơn làm sao để phù hợp với cái style của mọi người và phù hợp với cái công việc của mọi người. Ví dụ như mọi người là học sinh chẳng hạn, nếu mà mọi người sơn kiểu đỏ chót lên đi học thì trông nó cũng khá là kỳ. Khuyên mọi người nên sơn những móng tay màu trầm thôi, màu tự nhiên thôi. Tại vì màu tự nhiên đấy sẽ có một cái lợi ích nữa, đấy chính là dễ kết hợp quần áo. Tiếp đến chính là răng nha mọi người. Cái răng, cái tóc là góc con người. Về phần răng này thì thực sự là mình cũng không có nhiều chuyên khoa gì á, nhưng mà thực sự niềng răng đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình mọi người ạ. Tuy cái hồi đầu mình rất là sợ đau, mình biết là mọi người ở đây cũng có rất là nhiều bạn phân vân là niềng răng đau như thế thì có nên niềng răng không, nhưng mình thật sự muốn khuyên mọi người là mọi người hãy niềng răng đi. Tại niềng răng thực sự thay đổi hoàn toàn cuộc sống mình luôn ấy, tạo cho mình được một cái form hàm phù hợp với gương mặt mình hơn. Nên là nếu ai có bố mẹ support là đi niềng răng thì mọi người hãy làm luôn nha. Tiếp đến đấy chính là phần mắt nha. Mắt thì mình cũng có một lời khuyên cho các em ở đây, tại mình cũng biết là có rất là nhiều em xem mình. Đấy là các em hãy giữ làm sao để cho cái mắt của mình không bị cận. Lúc nào tự nhiên nó cũng là đẹp nhất luôn, mình thề mọi người luôn. Lúc nào cái mắt không của mình cũng là đẹp nhất. Nhưng mà có một số bạn sẽ bảo là nhưng mà mặt em đeo kính hợp hơn nên em mới thích cận. Nhưng mà mọi người ơi, nếu như mọi người có một đôi mắt khỏe ý, thì mọi người hoàn toàn vẫn có thể đeo kính được. Và đeo kính lúc đó sẽ là đeo kính không độ. Hãy giữ gìn để đôi mắt mình là một đôi mắt thật là khỏe mạnh. Tại vì tự nhiên vẫn là đẹp nhất. Một đôi mắt khỏe, một đôi mắt tự nhiên vẫn luôn luôn là đẹp nhất. Nhưng mà nếu như mọi người lỡ bị cận rồi như mình thì phải làm gì đây? Mình cũng sẽ chia làm hai thứ nha. Đầu tiên là nếu như mà mọi người thích đeo kính hơn thì mình nghĩ là mọi người hãy chọn cho mình một chiếc kính phù hợp với gương mặt của mọi người. Còn nếu như bạn đeo lens nha, khi mọi người mua một đôi lens thì mọi người cần phải tìm xem là cái chỗ bán này có uy tín không. Và hãy tìm hiểu thật kỹ những cái khác liên quan đến lens mà để bảo vệ cho đôi mắt của bạn nha. Ví dụ như là đeo lens bao lâu thì phù hợp này, rửa lens ra sao này, bảo quản lens như thế nào này. Đấy là những cái điều rất quan trọng khi mà mọi người đeo lens. Trời ơi, mãi mới đến phần này, mình nghĩ là phần này là phần rất là nhiều bạn thích. Về phần make up này thì mình cũng chỉ muốn khuyên mọi người đúng một điều thôi. Đấy chính là hãy làm đẹp dựa trên những nét của mọi người đang có, chứ đừng cố gắng mất theo một khuôn khổ nào đó. Mình biết rằng là make up thì nó cũng tùy sở thích, hay là make up cũng là tùy dịp. Để mình ví dụ một trường hợp cho mọi người nhá. Khuôn mặt của bạn như thế này thì lông mày ngang nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ mọi người thích make kiểu Tây thì mọi người có thể là kẻ lông mày của mọi người đậm hơn. Mọi người thích make kiểu Hàn Quốc thì mọi người sẽ kẻ lông mày nhạt hơn. Nhưng mà hai cái đó ấy, thì cái shape
của cái lông mày của mọi người thì nó đều theo thiên hướng ngang. Nhưng cá nhân bản thân mình thì mình thấy rằng là make up tự nhiên thì vẫn luôn là đẹp nhất dựa trên những nét của mọi người. Mình thấy có một cái cụm từ trong make up mà ai cũng nói đấy là less is more, tức là kiểu mọi người dùng ít thôi nhưng mà lúc nào nó cũng sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn ý. Về các tips make up của mình thì mình sẽ để luôn hai video của mình ở đây nha. Một video là về make up hàng ngày của mình thì mình đã quay video cách đây 1 năm rồi và đến giờ mình vẫn sử dụng make up như thế thôi. Thứ hai đấy chính là một video về tips làm sao để mọi người make up một cách thật là tự nhiên để đi học, nhưng mà make up đấy làm sao để thật là nhanh và thật là xinh thì trong đấy mình có rất là nhiều tips thì mọi người có thể check nha. Đến cuối cùng rồi đấy chính là về outfit, tức là về quần áo, làm sao để chọn một bộ quần áo phù hợp với cơ thể của mình. Thì mình cũng nghe mọi người nên đứng trước gương và thử nhìn xem là dáng của mình là dáng nào. Ví dụ như là với bản thân mình thì mình là dáng tam giác ngược, tức là vai của mình khá là rộng so với cơ thể của mình ấy. Sau đó mình cũng lại search trên Google hay mình tìm những cái người chị cũng có cái dáng đó để mình xem cái style của họ như nào chẳng hạn. Mình nghĩ là cái về phần outfit này nó cũng là cả một quá trình để mọi người có thể học cách làm sao để phối đồ một cách đẹp nhất, hay là làm sao để chọn một bộ quần áo nó phù hợp với cái dáng của mình. Mình nghĩ là cái này mọi người có thể trải nghiệm dần thôi, rồi cũng tìm hiểu, rồi theo dõi những người mặc đẹp chẳng hạn, thì như thế cũng sẽ phát triển cái khả năng của mình lên rất là nhiều. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến đây nha. Hy vọng là mình đã giúp ích được cho mọi người và truyền cho mọi người một năng lực gì đấy có thể làm đẹp hơn. Hãy subscribe kênh của mình và bấm nút chuông bên cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ video ngày mai nha. Bye bye. Yêu mọi người rất là nhiều. Và đây là Insta của mình nha, thì mọi người có thể follow Insta của mình. Mình vẫn rất chăm chỉ read inbox và comment của mọi người, nên là bye bye.